Hoài Thu, em mơ tưởng cái gì vậy? Anh Tư, anh mới về hả? Có tin hay cho em đây. Hồ sơ của anh đã hoàn tất, khoảng cuối năm nay là đi. Thế là ngày mong chờ của anh sau cùng cũng đã đến. Em xin chúc mừng cho anh đạt được điều mơ ước. Còn em thì không có gì để mà vui mừng. Ủa, Hoài Thu, em nói gì lạ vậy? Em không vui mừng. Tại sao? Tại sao? Anh Tư, mấy hôm nay em toan thưa với anh một chuyện mà chưa có dịp. Bữa nay xin anh ngồi lại để nghe em nói. Mà anh có sai không đó? Đâu có, anh đâu có sai. Chuyện gì với em? Em nói đi, anh nghe đây. Anh Tư, em không xuất ngoại theo anh đâu. Hoài Thu, em nói cái gì? Em không đi à? Ủa, mình được đi cả gia đình mà vợ thì phải theo chồng. Em nói cái gì kỳ cục vậy? Đơn giản là em không đi. Em không hình dung được em sẽ làm cái gì ở phương trời xa lạ đó. Em không muốn sống gần anh sao? Thôi, anh Tư, anh đừng nói nữa. Anh đừng ép buộc em. Chắc là còn một nguyên nhân nào khác nữa, phải không Hoài Thu? Xin anh đừng nói nữa. Nhưng mà anh ức lắm. Anh muốn biết. Hoài Thu, còn lý do nào nữa em hãy nói đi. Đừng bắt buộc em phải nói. Em phải nói. Nói cho tôi biết. Nói đi. Không, em không nói. Nói đi. Em phải nói. Buông tôi ra. Anh muốn tôi phải nói à? Được. Vậy anh hãy nghe đây. Anh Tư, đơn giản là tôi chẳng cùng đi với anh. Xa xứ sở quê hương, xa mồ mả ông bà. Anh muốn trở về với cuộc đời cũ, với nếp sống ngày xưa thì cứ đi một mình anh. Còn tôi thì không thể nào đi theo anh. Tôi đã hiểu rồi, em yêu xứ sở quê hương, cải xứ sở thân thương, xuất phát từ tình yêu. Từ sự thủy chung của em đối với thằng Trần, tôi thật tình đau xót cho tôi. Nếu đúng thì sao, anh có trách tôi không? Anh phải nhớ trước khi anh hãm hại anh Trần, để cướp đoạt tôi, cướp người yêu của anh ấy. Tờ mối tình tôi chỉ yêu người ta. Tôi đã biết rồi, có thể đến hôm nay người yêu của em ông Trần đã có địa vị lớn lao. Em luôn mong chờ nôn nóng gặp lại người xưa. Có phải vậy không hỡi người vợ vô tình? Em có tìm ra tung tích người ấy hiện giờ ở đâu? Rất tiếc là tôi không biết anh ấy hiện giờ ở đâu. Nhưng nếu tôi biết, tôi chỉ cho anh, thì anh có dám gặp anh ấy không? Không không không. Gặp để làm gì nữa? Anh không dám gặp phải không? Phải không? Anh nói đi. Phải. Tôi không dám gặp anh ấy đâu. Tôi có lỗi. Có lỗi với anh ấy. Vì yêu em mà hồi đó tôi đã lập mưu làm cho anh Trần bị bắt, rồi bị luôn. Anh đã lừa gạt tôi. Anh bảo tôi ưng anh thì anh sẽ cứu anh Trần. Nhưng rồi khi đã chiếm được tôi, anh lại vung tiền ra để anh ấy không có ngày trở lại. Anh hiểm lắm, anh độc lắm, anh ác lắm, anh biết không? Nhưng về sau có lúc tôi muốn cứu anh ấy, nhưng không còn đủ sức nữa. Tôi ân hận là đã có lúc tôi ngây thơ tin theo lời hứa hẹn của anh. Ôi, tại sao tôi lại không có can đảm xa lánh anh chứ? Đó là vì tôi đã thật lòng thật dạ yêu em mà. Không, anh không yêu tôi. Nếu anh thật lòng yêu tôi thì tại sao anh lại nhẫn tâm đem dứt bỏ đứa con ruột thịt của tôi trong lúc tôi mê man trong cơn bệnh? Tôi không dứt bỏ, mà tôi chỉ sai người đem khuất mắt. Anh
đâu? Bây giờ con tôi lưu lạc ở đâu? Tôi làm sao mà biết được? Tôi chỉ sai bà Bảy đem nó đi, tôi không biết bà Bảy đem đi đâu nữa. Bà Bảy à? Sao bây giờ anh mới nói? Bà Bảy hiện giờ ở đâu? Bà Bảy là người làm ngày trước của em đó. Bà ấy đã chết rồi. Trời ơi, anh ác độc lắm. Tại sao anh quá tàn nhẫn với con tôi? Tại vì tôi đã quá yêu em. Tôi ghen với đứa con của vợ. Đứa con của em với người xưa. Tôi không muốn ở lại bên tôi. Tôi không muốn. Trời ơi, tôi đã để mất người chồng, mất luôn cả đứa con. Con ơi, hiện giờ con ở đâu? Con ở đâu? Hoài Thu, anh Giang em, hãy đi với anh. Anh yêu em mà, em phải đi với anh. Không, tôi không đi với anh. Trời ơi, tại sao tôi lại yêu em? Tại sao tôi lại yêu em đến cuồng chạy? Tôi phải có em. Em phải đi với tôi. Hoàng Thu, anh nói thiệt, nếu em không đi với anh sẽ tự tử chết tại đây cho em coi. Anh chết ngay tại đây cho em vừa lòng. Em có đi với anh không? Nói đi, anh chết ngay cho em coi. Anh Tư, đừng. Anh sai rồi đó. Anh đừng có cầm dao. Anh buông dao ra, nguy hiểm lắm anh Tư. Anh có chân té. Không, không. Em có đi với anh không? Không. Em không đi anh chết cho em coi. Không. Sao cho nó đẹp và có văn hóa à thôi. Thì tôi nói chuyện đó, vui á thì tốt, nhưng nhớ đừng có lố lăng. Ba má chớ lo, trước nay á con vẫn biết chọn bạn mà chơi. Những người tâm đắc, bạn học với nhau gắn công đèn sách, tất cả đều lịch sự ngoan.
càng đua tranh làm đẹp cuộc đời. Giờ đây con đã là luật sư, là người trí thức thật sự hẳn hoi. Con phải bỏ ra xứng đáng cùng thiên hạ, được như vậy mới là con ngoan, mới xứng danh cha mẹ mới vui mừng. Cảm ơn lời má dạy khuyên, con xin ghi khắc trong lòng, sẽ làm tròn chức năng. Hey, thật là hay, hai má còn rất đúng. Ba muốn nói thêm một ngày nữa. Luật sư còn giống như nhà văn, như nghệ sĩ, như người của mọi người. Cho nên mọi người sẽ quan tâm nhìn vào luật sư có đúng hay không. Bởi vì cho nên con cần nên thận trọng, người của xã hội, của nhân dân, lương tâm đạo đức cho đàng hoàng. Con sẽ nhớ hoài lời dạy của ba, quyết xứng danh cương vị của mình để được vui lòng mẹ cha. Còn hiện nay thì con đang mong được thụ lý bào chữa cho một vụ án quan trọng có tầm cỡ để con được thử sức. Đừng có vội con. Con đừng lo là không có án để cho con thi thố tài năng, mà con chỉ lo là người ta có tín nhiệm con để giao cái số phận của họ cho con hay không. Có phải không nào, con gái cưng của ba? Ba, dạ phải, ba lúc nào cũng đúng. Dạ, thưa bác, chào em Thu Trang. Dạ, chào Thu Trang. À, chào hai cháu. Hùng nè, Thu Trang nó mong con nãy giờ đó. Má kìa, con không có mong anh Hùng đâu. Vậy thì anh mong em chịu không? Mong mà bây giờ mới đến hả? Con không có mong anh Hùng đâu. Vậy thì anh mong em chịu không? Hứ, mong bây giờ mới đến à. Má, anh Sử anh ghẹo con kìa. Sử, sao con ghẹo phá em Trang hoài vậy? Dạ thưa bác, dạ cái đó không phải là ghẹo mà cũng phải là phá đâu bác. Mà cái đó lặp lại niềm vui của kẻ yêu nhau á. Dạ cái đó là nhân lên hạnh phúc của mối tình nồng thắm đó bác. Thôi, Sử à, tao xin mày đó, đừng có lý sự rườm ra nữa. Trời ơi, cô kìa, vậy mà lý sự sao? Dạ thưa hai bác, có phải Lê Hùng và Thu Trang yêu nhau không? Phải tình yêu đó cũng cần được bạn bè vun đắp thêm không? Con á, con là bạn của Hùng mà. Dạ, cũng là bạn của Trang á. À, con nâng hạnh phúc tình yêu của nó bay bổng lên thêm. Dạ, bộ không tốt sao bác? Tốt chứ, rất tốt. Nhưng rõ ràng là con cũng đã lý sự đó. Phải rồi, lý sự đó. Ừ, thì lý sự cũng có sao đâu. Miễn là hai bạn yêu nhau thì đó cũng là niềm vui của tôi rồi. Ở gia đình ấy, thì có cha có mẹ, xây dựng cho nên thiên chồng vợ. Thì rõ ràng là anh đang lý sự rồi, nhưng tôi cũng xin cảm ơn thân tình. Còn yêu bạn sẽ còn lý sự nhiều hơn. Con cũng khá lắm đó nghe con. Thằng Hùng và Thu Trang có được một người bạn như con đó. Dạ thưa bác, điều đó quả thật không chật. Bác quả thật có đôi mắt phi thường đó. Dên lên kìa, thấy mặt ghét hả? Tại cái tật của tôi vậy đó. Hãy được ai khen cái lỗ mũi tôi nó hển hển lên liền hà. Thu Trang nè, bữa nay đến sớm chúc mừng bạn. Bây giờ tôi có việc riêng tôi phải đi ha. Chút xíu có tới cái mình lý sự tiếp nha. Nè, chúng tôi chờ anh đó nghe. Khỏi lo, trời ơi, mấy cái vụ ăn uống này hả là không bao giờ là tôi bị rơi rớt đâu. Dạ, con chào hai bác. Thôi mình đi nha các bạn. Thu Trang à, tặng cho em nè. Đâu, em mở ra đi. Ý, cái đồng hồ đẹp quá. Cảm ơn anh. Em sẽ đeo mãi ở cườm tay này nè, nơi mà cái bớt son hình ngôi sao của em thường được mọi người trầm trồ khen là cái bớt son rất tốt đó. Tốt thật đó con à. Cái bớt son mà lại có hình ngôi sao nữa, rất hiếm có đó con à. Má à, cái bức son này rủi con thất lạc, má tìm cũng dễ, phải không má? Trời ơi, con nhỏ này, đừng có nói chuyện gỡ. Con đi đâu mà thất lạc? Xin bác đừng có lo, con tình nguyện mà. Con tình nguyện đi bên cạnh Thu Trang cho đến trọn đời, để canh chừng cho em Trang. Em không có đi lạc được đâu, vì có còn đón đứa. Oh.
ấy cần em chấp thuận đó. Lỡ em không đồng ý thì sao, anh đừng có xưng danh tự hào. Em có sao đâu mà phải cần đến anh canh gác. Những chuyện bất nghi ngờ em đâu thể nào biết ngay trước. Ví như có vụ án gây go người ta mời em bào chưa, mà bên nguyên nghi cáo lại hâm hè, thì anh phải coi chừng em yêu. Thôi anh đi, anh đừng có nói xui xẻo á. À, nói đến vụ án anh mới nhớ. Dạ thưa hai bác, con có người bà con con gọi bằng cậu, vừa bị vợ của ổng đâm chết. Bên gia đình con nhờ con làm luật sư cho bên nguyên cáo á. Vợ mà đâm chồng chết à? Trời ơi, sao mà hung ác quá vậy? Bà sao? Mình là người ngoài cuộc thì đâu có biết được. Có thể bên trong nó còn có điều quẩn khúc gì rồi sao? Anh Hùng mà, anh đã nhận làm luật sư cho bên nguyên cáo à? Dĩ nhiên là anh nhận. Bị đâm chết là cậu của anh, ông tên là Nguyễn Văn Mèo. Trước kia là một thầu khoáng giàu sang, sau này thất bại trong việc làm, rồi buồn bực rượu chè say xưa, lại muốn ra đi xuất ngoại. Hồ sơ nộp mấy năm rồi, nghe đâu giấy tờ cũng gần ngày xong, chỉ còn chờ ngày để ra đi thì lại chết về bà vợ. Chuyện thì cũng ly kỳ gai go. Bà vợ ông ấy tên gì? Bà ấy tên là Hoài Thu. Dương Thị Hoài Thu. Chắc bà ấy bị giam hả anh? Đương nhiên bị giam rồi. Chi vậy em? Em muốn thấy mặt bà ấy, coi hung dữ đến mức nào mà lại dám giết chồng. Anh à, anh có thể đưa em tới nhà giam gặp bà ấy không? Được chứ. Nè, nhưng em đừng có nổi hứng đòi biện hộ cho bà ấy đó nghe. Biết đâu chuyện đó. Ý, không có nên. Để cho người khác lo chuyện đó. Bên nguyên cáo là gia đình của thằng Hùng mà con. Con đừng có dính dáng vào. Thu Trang chỉ đùa thôi mà bác. Phải không Trang? Biết đâu. Trang nè, chúc em sinh nhật vui vẻ. Anh tới giờ phải đi rồi. Dạ, thưa hai bác, con có việc phải cáo từ. Hôm khác con sẽ đến. Được, con có việc thì con cứ đi. Dạ. Cảm ơn anh vì món quà đẹp. Không có gì, chào em. À Trang à, ba thấy thằng Hùng nó đối xử với con được lắm đó nha. Con hãy tỏ ra là xứng đáng với nó nghe không con? Ba, con biết mà. Cảm ơn lời khuyên của ba. Cô hai à, chú Năm, chú về từ bao giờ? Dạ tôi đã về 3 ngày rồi, mà vì bận việc nên chưa đến văn phòng trình cô hai á. Chú về tới tôi mừng lắm. Thời gian chú nghỉ phép tôi lúng túng nhiều chuyện hà, không có biết sao mà làm nữa đó. Thưa ba má, chú Năm đây là người phụ trách văn thư ở văn phòng của con đó. Dạ kính chào ông bà. Chú Năm à, hôm nay chú Năm đến chung vui với tôi hay có việc gì không? Hôm nay vui gì vậy cô hai? Hôm nay là sinh nhật của tôi. À, xin chúc mừng cô hai. Tôi tệ quá, không có quà cáp gì mừng sinh nhật cô hai hết á. Hôm nay tôi đến đây là có chuyện nhờ cô hai. Nhưng mà thôi, để mai mốt cũng được. Chú Năm à, chuyện gì vậy chú Năm? Có gấp không? À, gấp thì cũng gấp. Nhưng mà bữa nay cô hai bận mà. Cứ nói đi chú Năm. Ở đây chỉ là tiệc vui trong gia đình thôi. Chú cứ nói đi rồi kẻo công việc của chú. Dạ con xin vâng lời. Dạ xin cảm ơn ông bà. À cô hai à, tôi muốn nhờ cô hai bào chữa cho một vụ án. Vụ án à? Vụ án nào vậy cô hai à? Lẽ ra tôi không nên nhờ cô hai, nhưng với cô hai á thì tôi cũng đỡ một phần chi phí, vì đấy là vụ án. Vụ án của người chị ruột mới vừa xảy ra. Chị tôi bị buộc tội là sát nhân, nhưng tôi biết chị của mình. Sự
xưa nay đức hạnh hiền lành, có lẽ nào gây nên trọng tội bên trong chuyện này có quẩn khúc chi đây. Xin cô hai thương tình biên hộ, gỡ mối quan tình cho chị của tôi. Chú Năm, chị của chú Năm bị tội sát nhân à? Mà người nào, ai bị giết? Người chồng của chị tôi. Hả? Vụ án giết chồng mà. Chị của chú Năm tên gì? Tên Hoài Thu. Hoài Thu? Dương Thị Hoài Thu phải không? Dạ dạ, đúng rồi. Ủa sao cô hai biết rõ vậy? Chân, tôi đã biết. Tôi được biết người chồng tên là Nguyễn Văn Mèo, có phải không? Dạ phải, dạ phải. Sao cô hai biết rành quá vậy cô hai? Thì nghề của tôi mà chú Năm. À cô hai, cô vui lòng giúp tôi chứ. Chị tôi không phải là kẻ giết người đâu, chỉ bị buộc tội quan cô hai à. Chú Năm, không phải tôi bàn ra, nhưng vụ án này chú nên tìm luật sư khác là tốt hơn. Dạ nhưng thưa bà, tôi xin phép được hỏi, tại sao tôi không thể nhờ cô? Thì má à, xin má cho phép con quyết định chuyện này trước khi có ý kiến. Tôi xin hỏi chú Năm, vậy chứ người chị của chú Năm xưa nay có hung dữ hay không, có bao giờ là can phạm? Dạ không có đâu cô hai, chị là người đất mực thẳng ngay. Chị ấy là người đất thủy chung, lại có nhiều tình cảm hơn ai. Ngay thẳng thủy chung và hiền hậu, mà sao lại cầm dao để giết chồng? Mình không thể biết rõ được đâu, ta đây là người ngoài cuộc, có khi còn quẩn khúc bên trong, ta không nên có kết luận gì. Có thể bên trong còn nhiều gì, con đồng ý với ba chuyện này. Con đã nghe hứng thú phần nào, có thể con sẽ tìm hiểu sâu thêm. Khoan con, con đồng ý với ba thì ba mừng lắm, nhưng ba lại không đồng ý cái chuyện hứng thú của con đâu. Theo ba thì con không nên thụ lý cái vụ án này. Ba, tại sao vậy ba? Thì còn tại sao nữa, cái người bị giết là cậu của tôi, mà thằng Hùng cũng là luật sư mà lại đứng ở bên nguyên cáo, mà con lại biện hộ cho bị cáo thì không khó cho con mà không khó cho thằng Hùng sao con? Ba, lại có chuyện khó xử như vậy sao? Tôi thật không ngờ. À cô hai à, nếu như vậy thì thôi, tôi không dám làm phiền cô hai đâu. Xin phép cô hai tôi về. Chú Năm, chú đang nhờ tôi chưa trả lời chú mà. Tôi cũng chưa định gì, nhưng tôi phải gặp bà Hoài Thu. Trước khi chú tới đây, tôi cũng muốn đi gặp bà ấy rồi. Sau khi gặp người chị của chú, tôi sẽ có quyết định nhận biện hộ cho bà ấy hay không. Cảm ơn cô hai, dù thế nào tôi cũng rất cảm kích. Cô hai tốt quá. Chú Năm, chú cứ an tâm đi. Kể từ ngày tôi khoác áo luật sư nhân danh công lý, mọi thứ xa qua cám dỗ trên đời, không làm mờ tình cách nghĩ, dung túng sự bất công xáo mỹ khôn lường. Trước mắt tôi chỉ một con đường, là mỹ mực cầm cân vì dẫn ngăn tội ác, giữ lẽ công bằng những thứ khác coi khinh. Phán xét tuổi danh tình lý phải phân minh, không xử quan cho người ngay, chẳng tiếp tay cho kẻ ác. Đạo lý nhưng không hề phai nhạt, không vì tình riêng mà xóa lẽ công bằng. Như chú đã biết, dù cháu mới ra trường, nhưng vụ án này phải cần cho sáng tỏ. Chú Năm mà, cháu không chuột, dù ai gây sóng gió, cháu vẫn ngẩng cao đầu chọn bước dấn thân.
ơi, vô em ơi. Vô em ơi. Chúc mừng, chị Trang, các bạn đã đến chủ chưa? Nhập tiệc cho tôi Trang. Chị Trang, mến tặng chị nè. Dạ, kính chào hai bác. Kính chào, kính chào. Cảm ơn các bạn, cảm ơn nghe. Mời vào, xin mời vào. Đi em ơi, đi em ơi. Vô, vô, vô. Chị Tư. Năm. Chị cảm ơn em đã vào thăm chị. Cảm ơn cái gì chị Tư? Em phải vào thăm và lo lắng cho chị chứ. Chị em mình còn có ai thân quyến nữa đâu. Chị rất ân hận làm cho em phải thăm nuôi khổ cực. Rồi chị nằm xuống. Em còn phải... Đừng có nói gì chị Tư. Chị làm em khóc bây giờ. Nín đi em. Ở bên ngoài có chuyện gì hay, có chuyện gì lạ không em? Chuyện lạ, chuyện hay không có gì. Nhưng cũng có chuyện chị nên cần biết. Mà chị có bình tĩnh không? Sức khỏe của chị ra làm sao? Chị không khỏe lắm. Nhưng chị rất bình tĩnh. Chuyện gì chị cần biết vậy? Bên Nguyên Cao á, gia đình Tư Mẹo đã nhờ luật sư Hùng đứng ra buộc tội chị. Chị biết luật sư Hùng không? Chị biết. Hùng là cháu gọi anh Tư bằng cậu. Luật sư Hùng thì sao? Ai buộc tội chị cũng vậy mà thôi. Không có phải vậy đâu chị Tư à. Em muốn nói luật sư Hùng là luật sư giỏi, nổi tiếng, lại là người thân của bên Nguyên Cáo, thì càng bất lợi cho chị đó. Lợi hại gì nữa em? Tuy chị không có giết anh Tư, nhưng cũng vì chị mà anh chết. Chị phải đền tội của chị. Chị Tư à, dầu có gây ra án mạng cũng còn có nhiều trường hợp nặng nhẹ khác nhau. Chị biết mình đâu có giết anh Tư. Em xin khuyên chị chớ nên chán nản, phải tự cứu mình và cứu lấy bản thân. Chị chớ lo âu, chị để em tìm hướng lo liệu. Em sẽ nhờ luật sư có tài để bào chữa vụ án này. Còn bào chữa gì nữa hỡi em? Hay thôi đi em, không cần đâu. Lời chị kể như hết đã rồi, chỉ chỉ mong từ giả cuộc đời. Chị chẳng còn mãi mãi hy vọng, em chẳng cần lo lắng làm chi. Chị Tư ơi, chẳng lẽ chị chẳng còn nhớ người xưa năm ấy? Nếu nay mai anh trần trở lại, anh sẽ đau khổ biết bao khi biết chị đã đi mãi mãi không về. Tại sao chị quên đi những lời giao còn phải gặp anh Trần để trang trải tâm tình cùng nỗi niềm đau xót cho anh nghe. Và còn nữa chứ, chẳng lẽ chị không còn muốn tìm cho ra đứa con ruột của chị mà giờ đây nó đói nó âm lạnh ra sao? Chị Tư ơi, chị nuôi dòng để phấn đấu mà gỡ tội cho mình. Gỡ bằng cách nào? Khó lắm em ơi. Khó thì phải rồi, em đâu có nói dễ. Khó rồi mình mới nhờ luật sư. Em chỉ cần chị đừng có buông tôi, để cho em yên lòng lo toan cho chị. Năm hồ ơi, em đã khổ tâm vì chị quá nhiều. Chị không muốn thấy em lại phải khổ thân.
chảy suối chảy ngược, và cả giấy mượn khắp nơi để nhờ luật sư bào chữa, mà có chắc gì chỉ được tòa án thương xót giảm tội đâu. Thôi thì em cứ để cho chị nhận lãnh bản án chính đáng cho số phận của mình. Bản án xứng đáng là chỉ phải được giảm nhẹ, tôi đã điều đó phải nhờ luật sư bào chữa. Còn chuyện tiền nông thì đã xong rồi, xin chị chớ nhọc lòng lo lắng làm chi. Chị Tư à, em nói thật nha, em đã nhờ nữ luật sư mà gần đây em làm văn thư cho cô ấy. Nếu cô ấy bào chữa cho chị thì cái chuyện tiền nông không có đáng kể, cô ấy sẽ ủng hộ em. Nữ luật sư nào vậy em, tên gì? Luật sư Trang á. Đó, cái cô ấy còn trẻ và mới vào nghề thôi, nhưng mà luật sư này đầy triển vọng, có tài và nhiều tâm huyết. Em hy vọng là luật sư Trang sẽ nhận bào chữa cho chị thôi. Hy vọng mà. Em nói chuyện với luật sư chưa? Em đã nhờ cô ấy rồi, còn nhận lời hay không thì bảo để sau khi tiếp xúc với chị. Cô ấy cần tìm hiểu thêm về chị á. Tiếp xúc với chị? Tìm hiểu à? Trong hồ sơ phạm nhân không đủ sao em? Chị Tư, có những sự việc ở trong hồ sơ đâu có chị. Mà luật sư muốn biết chị thì chị cứ thành thật nói rõ cho luật sư. Em tin rằng khi hiểu rõ hoàn cảnh của chị, luật sư sẽ hết lòng gỡ tội cho chị đó. Chị không luật sư gỡ được tội cho chị. Chị phải tin, chị phải tin chứ. Chị phải cộng tác, chị phải nghe lời luật sư. Còn cái chuyện luật lệ thì có luật sư lo liệu. Em gian chị, em gian chị. Chị phải phấn đấu nghe chị Tư. Thôi được, chị nghe lời em, chị sẽ phấn đấu. Ờ, đó, như vậy chứ. Như vậy mới xứng đáng là chị của em chứ. Kìa kìa, luật sư. Bà Hoài Thu, phải bà đó không? Vâng, tôi là Hoài Thu, cô là luật sư Trang. Vâng, tôi là Thu Trang. Chú Năm mà, chú Năm ra phía ngoài đợi tôi một lát nhé. Dân, dân, tôi ra ngoài. Bà Thu, chắc chú Năm đã cho bà biết tôi muốn gặp bà để tìm hiểu những gì còn ẩn kín bên trong vụ án này. Tôi không ngờ luật sư còn trẻ quá và đẹp nữa. Cảm ơn lời khen của bà, nhưng bà có nghe tôi nói không? Tôi muốn tìm hiểu thêm về những quận khốn bên trong vụ án này. Đó là điều cần cho luật sư, mà chỉ có bà mới rõ mà thôi. Nguyên nhân nào gây ra án mạng? Tôi muốn được nghe chính nơi bà, sau khi biết rõ chi tiết ngọn nguồn mới quyết định biện hộ cho bà hay không. Thì ra cô chưa những lời biện hộ. Vậy thì thôi, cô chớ nhọc lòng. Thật tôi đã chẳng biết gì, bào chữa không cần, biện hộ làm chi. Coi kìa, bà Thu, theo chú Năm nói thì bà không có giết người, sao bà lại chán nản buông trôi để nhận vào mình cái án chung thân? Bà không đau xót, không thương tiếc cho bản thân của bà sao? Bản thân của tôi à, thì có đáng gì nữa đâu. Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi chỉ muốn được nằm xuống mà thôi. Bà Thu, nhưng chẳng lẽ bà không còn người thân thiết nào để mà nhớ mà thương? Chẳng lẽ bà không còn người ruột thịt nào để mà yêu mà mến, để cho bà bám víu vào cuộc sống này hay sao? Thôi thôi, cô luật sư. Bà Thu, xin hãy bình tĩnh. Bình tĩnh đi.
Bà Thu à, có lẽ xin lỗi, tôi đã động đến nỗi thương tâm của bà phải không? Xin cô đừng nói nữa, đừng nói nữa. Vâng, xin lỗi bà. Nhưng thưa bà Thu, đó lại là điều cần thiết. Tôi nghe bà trút hết nỗi thương tâm, bộc lộ ra hết nỗi niềm tâm sự của bà. Từ đó, tôi hy vọng có thể có phương thế gỡ tội cho bà. Bà Thu, bà có nghe tôi nói không? Cô Trang, luật sư Trang, cô tốt với tôi quá. Tại sao cô muốn gỡ tội cho tôi? Chúng tôi đâu có đủ tiền chi phí cho cô. Không không, bà không phải lo ngại chuyện tiền bạc chi phí. Tôi không vì thứ đó đâu. Tôi có hứng thú thì tôi xông vào. Bà chớ lo. Hơn nữa, chú Năm là phụ tá của tôi. Chú ấy đã nhờ tôi. Tôi hiểu. Em tôi có nói, cô là người có tâm huyết. Rất cảm ơn cô. Cô Trang, ngoài ra còn động lực nào khác nữa không? Bà Hoài Thu, tôi đã muốn gặp bà. Hôm nay tôi gặp bà ở đây, được nhìn thấy bà rồi thì không hiểu tại sao tôi nghe lòng mình một núi giác vào não nao, một ngọn trào lòng dâng cao từ nguồn vô nào lao sao. Thầm bảo tôi hãy đến với bà để cùng bà vượt qua hiểm họa. Phải làm sao gỡ tội cho bà để viếng mang ân tình sâu xa. Từ lâu tôi đã hơi kinh những nỗi đau xót của mình, mà nay rớt ra một cánh tình chẳng thể khép lòng lặng tin. Bà chẳng nên khép kín nỗi lòng với luật sư biện hộ cho bà đây, mà nên bộc lộ ân tình. Tôi sẽ vì bà mà kháng công. Ôi, cô Thu Trang, tôi muốn chỉ vì tôi là một người xa lạ mà cô lại đem ra qua nhiều tâm huyết. Bà Thu, trên hết vẫn là sự cảm thông, mà điều này thật là khó hiểu. Dường như đây là định mệnh. Định mệnh nào đã rung lên trong tôi sợi dây tình cảm, khiến cho tôi vừa chợt thấy đôi mắt âm u bi thảm. Là tôi đã quyết phải làm sao giải cứu bà ra khỏi nơi u ám lao tù. Xin bà hiểu cho tôi, coi đây là sự tự nguyện của mình. Còn về phần bà, tôi kêu gọi sự phấn đấu của bà, hãy tự thương lấy bản thân. Chắc bà vẫn còn những người thương yêu ruột thịt. Bà hãy vì họ hàng thân quyến mà cộng tác với luật sư. Bà Thu à, tôi sẽ vì bà mà cố gắng công để gỡ tội cho bà. Bà Hoài Thu, bà có nghe không? Làm sao từ chối được tâm lòng cao quý của cô? Không chỉ đây là chuyện lợi ích của thân mình, tôi phải nghe theo lời cô để may ra được luật pháp thương tình. Luật sư, giờ đấy tôi phải làm gì cho tội trạng được giảm? Tôi phải nói với cô quản nỗi nào, nỗi khổ nào đây? Cô có đủ thì giờ để nghe
tôi bộc lộ hết tâm can. Bởi cuộc đời của tôi đã trải qua nhiều tai biến. Cảm ơn bà đã hiểu được thiện ý của tôi. Bà chớ lo, tôi không đủ thời gian để bà tâm sự. Chỉ cần bà thành tâm thật ý, tin tưởng rằng tôi sẽ giải cứu cho bà. Bà Thu, bà hãy viết lại tiểu sử của đời bà, tóm tắt thôi, nhưng nhấn mạnh ở những tai biến. 3 ngày sau tôi sẽ trở lại nhận, được không bà Thu? Phải viết lại tiểu sử đời tôi à? Trở về dĩ vãng đối với tôi là quá đỗi đau buồn. Nhưng được, vì người thân yêu ruột thịt, vì tôi, vì cô, tôi sẽ viết. Tốt lắm. Bà Thu, tôi tin chúng ta sẽ đạt được điều mong muốn. Bây giờ bà có thể về phòng. Cảm ơn cô Trang. Cảm ơn luật sư. Không. Anh Hùng, hình như anh đã trễ hẹn phải không? Anh xin lỗi em nha, vừa xong công việc đặt đặt đến đây liền đó. Nhưng cũng trễ. Thôi, anh xin đền cho em bằng một món quà. Món quà hả? Đâu, món gì đâu nè? Bí mật lắm, nhắm mắt lại đi, anh mới đưa. Bí mật dữ vậy sao? Rồi, em nhắm mắt rồi đó. Chuẩn bị nhận quà nè. Không có chịu đâu, anh gạt em phải không? Thôi, bây giờ mình về ha. Nè, muốn nói gì với anh, nói đi. Công nhận anh ăn gian dễ sợ á. Anh à, cảnh vật đẹp quá à, hữu tình làm sao đó. Nhưng mà em chưa muốn nói, mà em muốn nghe anh nói đó. Nghe anh nói? Em muốn nghe chuyện gì nè? Chuyện anh yêu em đó. Yêu em từ bao giờ, nhớ không? Anh yêu em từ ngày em còn cắp sách đến trường. Và hiện giờ, anh đang yêu em phải không? Phải. Anh đang yêu em, tha thiết yêu em, yêu em với tất cả tâm hồn. Với một trời mộng mơ, mơ thấy em dịu dàng, táo trắng bay vui đường buổi sáng. Nụ hoa trên môi nắng lên má hồng mơn man hồn lân lân. Mộng tình bay xa thấy anh say nồng hương hoa, mà lời thiết tha ấm êm như bài tình ca. Thấy bướm dần qua lá lướt ngân nga, cũng đàn tư mà trong mái giao hoa.
em là giọt sương mai long lanh trên có mềm. Anh như con dê mèn uống no trong buổi sáng. Dành cho anh chân tình thiện cảm, anh như lâng lâng say trên ngọn sóng, rồi đêm đêm đắm hồn trong tương tư ước mộng mơ tình. Gió sương khuya dệt nên hư ảo một dáng hình, anh mơ thấy em nương mây bạc lá nước trong tà đầu xuống bên anh, rồi từ đó mỗi tối anh ngồi ngắm sao khuya đi về bằng những ngón chân thưa, và nghe em ghé vào giấc nghỉ mộng mái tóc bồng bềnh đông đưa trong gió. Quá, chỉ là hư ảo cuộc tình sao? Có phải em mang trên áo bay hai phần gió thổi một phần mây, hay là em gói mây trong áo rồi thở cho làn ảo trắng bay? Em từ nguyệt bạch đêm khuya xưa, anh đã gặp em từ bao giờ? Kể từ gió thổi trong rừng tóc cánh nhạn kêu sương giữa đêm mờ. Chẳng biết rằng ta là hay quen, mắt anh nhấp nháy mờ nhấn ảnh, cả bốn chân trời chỉ có em. Có phải rằng anh đã biến duyên, cứ sao mỗi tối mộng về em? Con nghe hơi thở trọn âm em đã biết anh thường hay mơ ước mà. Anh ước sao đôi ta tròn duyên tròn nợ nè, cùng đi chung trên một đoạn đường, cùng một nghề nghiệp. Thì anh và em đã chẳng cùng chung một nghiệp vụ đó sao? À, mà anh nè, anh và em đều là luật sư, có khi lại không hay đó. Hả? Em muốn nói cái gì vậy? Anh Hùng, hôm nay em hẹn anh đến đây, em muốn nói với anh một chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng? Em nói đi, anh nghe nè. Em đã nhận biện hộ cho bà Hoài Thu. Hả? Em nói cái gì? Em nói lại. Em đã nhận biện hộ cho bị cáo Dương Thị Hoài Thu. Trời ơi Thu Trang, em làm chuyện gì vậy em có biết không? Anh à, em biết nhưng... Biết cái gì? Đó là em lao vào một vụ án hết sức khó khăn. Đó là em đối lập với anh, với gia đình của anh. Anh là luật sư bên nguyên cáo, em lại là luật sư bên bị cáo. Mình sẽ ăn nói làm sao đây chứ? Anh à, anh bình tĩnh lại đi. Em đã có suy nghĩ về điều đó. Luật sư bên nguyên cứ buộc, luật sư bên bị cứ bào chữa. Nghề nghiệp của mình là vậy. Hãy bỏ qua bên chuyện tình cảm và hết sức làm việc của mình, phải không anh? Phải. Tại sao anh và em lại là đối thủ của nhau chứ? Hãy để cho một luật sư khác biện hộ cho bị cáo đó được không? Có tốt hơn không? Không. Hả? Tại sao? Tại vì em tin là bà Hoài Thu vô tội. Vô tội? Cầm dao giết chồng mà vô tội à? Anh kết luận em nhận bào chữa cho bà ấy vì bà ấy tin em, và vì một động lực quyền diệu nào đó bảo em không được bỏ rơi bà ấy. Trời ơi Thu Trang, em quá đáng rồi. Em quẫn trí rồi, em điên rồi. Không, em chẳng có điên đâu. Anh đừng to tiếng với em. Em đã hạ quyết tâm hộ cho bà Hoài Thu. Dù vụ án này có lắm gai go, em cũng xông vào bào chữa tới nơi. Bởi vì em đã có hứng thú, cũng bởi vì bà ấy tin em.
đứng trước bà em đã hứa, bà nhất định được minh quan. Em đã quá liều em có biết không, vụ án này em chẳng thắng được đâu. Em thắng thì anh phải khổ, thắng hay thua đều như nhau. Giữa hai đứa mình sao trở thành đối thủ với nhau? Nhưng chỉ là đối thủ tại pháp đình mà thôi. Còn... còn gia quyến họ hàng, còn tiếng tăm nghề nghiệp, còn quan hệ tình cảm. Không có đơn giản đâu em. Hãy bỏ ý định ấy đi. Có được không Trang? Không, em đã quyết tâm rồi. Em ngoan cố quá à. Anh dám nói với em như vậy hả? Dám. Em điên rồi em biết không? Nếu vậy em không còn gì nói với anh nữa. Hẹn anh tại pháp đình. Được, anh hẹn em tại pháp đình. May quá, bà còn đây. Xin chào bà Thu. Cậu Hùng, thì ra cậu là luật sư bên nguyên cáo. Cậu gặp tôi vì vụ án chăng? Phải, vì vụ án. Lẽ ra thì chẳng có gì phải nói với bà, nhưng tôi yêu cầu bà một điều. Yêu cầu à? Cũng lạ đó. Thôi, cậu nói đi. Bà Thu, chắc bà đã biết bà được luật sư Trang nhận bào chữa cho bà. Vâng, cô ấy đã nhận bào chữa cho tôi. Bà hy vọng luật sư Trang giúp bà nhẹ tội chứ? Hy vọng. Bà có biết luật sư Trang còn quá trẻ trong nghề nghiệp không? Cô ấy chưa từng quen với những vụ án quan trọng. Bà có biết điều đó không? Cậu nói với tôi điều đó đi làm gì? Tôi chưa hiểu. Nghĩa là tôi muốn nói luật sư Trang tuổi đời còn non, không phải là tay lão luyện trong nghề, nên tìm người khác tốt cho bà hơn. Bà có bằng lòng không? Tôi chẳng biết luật sư nào. Hơn nữa người ta đâu có nhận bào chữa cho kẻ nghèo. Sẽ có người nhận, xin bà chớ lo, mà chúng tôi sẽ tính cho một luật sư khác nhiều kinh nghiệm. Bà có chịu hay không? Bà nói rõ cho tôi nghe. Ý đồ gì? Cậu hãy nói rõ ra. Cậu muốn tôi từ chối luật sư Trang? Tại sao lại vậy? Tôi làm sao tin được cậu? Xin bà chớ hiểu sai, tôi không hề an ủi. Xin bà chớ có ngại. Bà Thu, xin bà chớ hiểu lầm. Trong việc này tôi không hề quý xấu đối với bà. Bà đã giết chết cậu tôi, bà có tội. Nhưng tội của bà tới mức nào thì bà đền tội tới mức đó. Luật pháp sẽ luận tội của bà. Còn việc tôi yêu cầu bà đây hoàn toàn không dính dáng gì tới tội trạng hay luật pháp gì hết. Đây chỉ là chuyện... chuyện cá nhân mà thôi. Chuyện cá nhân? Cá nhân của ai? Của Thu Trang. Của tôi. Giữa Thu Trang và tôi. Cậu có thể nói rõ hơn không? Tôi mong bà hiểu. Thu Trang và tôi đã hứa hôn với nhau. Tôi và Thu Trang đã dự tính cưới nhau trong năm nay. À, thì ra là thế. Bà Thu, bà đã biết đó. Vụ án này tôi đứng bên nguyên cáo. Dù sao tôi cũng phải binh vực cho cậu của tôi. Còn Thu Trang thì lại biện hộ cho bên bị cáo. Hoàn cảnh ấy làm cho tôi vô cùng bối rối. Tình yêu của Thu Trang và tôi có thể lung lay khó nói chu toàn. Chúng tôi yêu nhau còn có thể cảm thông nhân nhượng đôi phần. Còn cha mẹ của tôi, bà con của tôi thì họ khó lòng chấp nhận Thu Trang. Bởi vì người con dâu tương lai của gia đình lại đi biện hộ cho kẻ đã giết người thân của họ, thì tôi còn biết làm sao bênh vực Thu Trang. Nên vì người yêu mà biện giải phân trần. Cậu nên biết, tôi không có giết ông ấy.
cậu hãy nói rõ cho gia đình cậu biết. Xin đừng xem tôi là kẻ hận thù. Bà Thu, bà có phải là hung thủ sát nhân hay không? Chuyện ấy hãy chờ phán định tội xử phân. Chuyện tôi muốn nói ở đây là chuyện cá nhân, chuyện tình, chuyện nghĩa. Bà Thu, bà cũng biết rõ đây là một vụ án khó khăn, hiểm hóc, lại liên quan đến tình cảm của Thu Trang. Là một vụ án quan trọng đầu tiên đối với sự nghiệp của nàng. Nếu Thu Trang không thành công mà khả năng ấy có đến 90% là thất bại. Nếu cô ấy thất bại thì ảnh hưởng rất sâu xa cho hành trình sự nghiệp sau này của Thu Trang. Bà Thu, bà không nên làm hại cô ấy. Cậu Hùng, cậu nói hơi quá đó. Tôi có làm hại cô ấy gì đâu. Hơn nữa, tôi e cậu đã đánh giá luật sư Trang quá thấp đó cậu. Bà nói như vậy có nghĩa là bà... Tôi không thể nghe theo lời yêu cầu của cậu. Bà Thu, như thế không có lợi cho bà đâu. Cậu đừng ích kỷ. Luật sư Trang là người có tài. Hãy để cho cô ấy thi thố tài năng. Bà Thu, tôi xin khuyên bà. Khuyên? Cậu không xứng đáng để khuyên tôi đâu. Mà tôi xin khuyên cậu đây. Cậu hãy cố mà xứng đáng với tình yêu của Thu Trang. Cậu về đi. Bà Thu, bà Hoài Thu. Tôi đây, có chuyện gì vậy bà? Đây nè ông, tôi đã tìm được rồi. Đây là tờ giấy năm xưa ở trong áo của con bé Thu Trang nhà mình. Từ trước cửa vừa ẩm nó vô nhà là tờ giấy đã rớt ra. Tôi đã cất kỹ trong cái hộp cho tới bây giờ đó. Ông ơi, may quá, chữ viết còn có đọc được. Ông xem đi ông. Đọc, bà đưa ra cho tôi xem coi. Nè, đây là có thể đúng rồi. Bà ấy có thể là mẹ ruột của con Thu Trang. Ông nói có thể à? Sao lại có thể? Tên nó thì đúng rồi, nhưng biết đâu có khi người lại trùng tên người. Nếu đúng thì sao? Nếu đúng bà ấy là mẹ ruột của Thu Trang thì sao? Thì quá là trời cao có mắt chứ sao. Ông nói như vậy là ông muốn cho mẹ con nó nhìn nhau à? Nếu đúng như vậy thì mình đâu có thể nhẫn tâm để giấu nhẹm chuyện này được. Không lẽ không cho mẹ con nó biết nhau? Ý của bà thì sao? Tôi thì trước giờ tôi coi Thu Trang như là con ruột của mình. Thì cũng vậy thôi. Con Thu Trang cũng nên nên rằng mình là cha mẹ ruột của nó. Vì vậy mà tôi sợ con nó bị sốc khi biết mình không phải là cha mẹ ruột của nó. Thôi, tôi đã hiểu ý của bà rồi. Bà sợ nó sẽ bị hụt hẫng trong tương quan tình cảm gia đình. Nhưng chuyện đó thì cũng dễ mà thôi. Chỉ cần chọn đúng lúc đúng người, chuẩn bị xong rồi hãy nói thật cho con lo nghĩ đau buồn. Còn cái chuyện khó khăn hơn nhiều, đó là vụ án của bà Hoài Thu. Nếu nó biết Hoài Thu là mẹ thì tâm tư rối loạn bồi hồi, khó mà bình tĩnh yên lòng để chu toàn vụ án Hoài Thu. À, như vậy thì tôi đã hiểu. Chuyện này cũng rắc rối. Vậy thì mình phải tính sao đây? Tránh làm rắc rối Thu Trang. Còn nếu như người ngoài biết được thì sẽ còn nguy hại hơn nhiều.
sẽ còn nguy hại cái chuyện gì. Bà vui lòng nói rõ ra ngôi. Thu Trang không thể có mẹ, là người gây ra án mạng. Ai mới bị truy tố toàn chưa tuyên án tội danh. Chưa thể nói bà ấy giết người, bà chưa dội quy tội cho bà Thu. Nhưng nếu bà ấy giết người thì con mình sẽ ra sao? Thu Trang phải mang tai tiếng là con của một kẻ sát nhân à? Quá tình đó thì nếu như vậy thì tai tiếng đó cũng không tốt lành gì cho con Thu. Nhưng mà tôi tin bà ấy không phải là kẻ giết người. Thu Trang nó cũng tin như vậy, cho nên nó mới nhận bào chữa cho bà ấy. Thưa hai bác, con mới đến. À, Hùng con, con tìm Thu Trang hay là có chuyện gì cần bác giúp? Dạ, con... con xin hai bác phân xử chuyện này giùm con. Phân xử à? Chuyện gì vậy con? Mà phân xử ai? Dạ, phân xử... phân xử con với em Trang về chuyện... Chuyện của Thu Trang với vụ án của bà Hoài Thu, phải không? Dạ phải, hai bác cũng biết đó. Cái vụ án này rất khó khăn, lại thêm phần khó xử. Con có cản ngăn chuyện này, đâu phải con có lòng ích kỷ. Ở gia đình đã trách con để cho Thu Trang bào chữa, binh vực cho kẻ giết người là cố tình chống bên nguyên cao. Luật sư thì bào chữa là chức năng, chớ có chống đối ai bao giờ. Xử án thì có hội đồng, luật pháp công bình sẽ phân minh. Con giải rõ cho tâm. Dạ con cũng biết chuyện như vậy rồi, nhưng dòng họ gia đình chẳng hiểu cho con. Phải chi em Trang chuyển vụ án này qua luật sư khác thì tốt quá, đỡ nhọc cho em mà cũng đỡ khổ cho con nữa. Nó không chịu bỏ vụ án này đâu con à. Ủa mà hai bác cũng không muốn cho em Trang lãnh phần bào chữa cho bà Hoài Thu mà. Nhưng bây giờ hai bác đã đổi ý. Hả? Bác nói sao? Hai bác mong sao cho con Thu Trang nó bào chữa thành công cái vụ án này con ạ. Trời ơi, tôi không hiểu gì hết. Tại sao vậy nè? Tại sao? Xin lỗi hai bác. Thu Trang, Thu Trang ơi, anh rất yêu em. Anh không muốn mất em. Nhưng tình thế như vậy, anh và em sẽ là đối thủ của nhau tại pháp đình. Có những chiều mưa buồn đang giăng khắp lối, còn những chiều xa lạnh tim cả hoàng hôn. Tôi đi qua thôn xa heo hút lưng đèo, đường xưa hoang vắng tiêu điều, và lòng như thấy cô liêu. Tóc buông dài hoa cài tung bay theo, má em hồng ấm lòng ấm cả mùa đông. Ôi nghe như tâm tư chôn kín khuê phòng, giờ đây ai nhớ ai mong, còn tôi gửi trọn. Xin hãy giữ trật tự. Phiên tòa hôm nay
bắt đầu. Trong phiên tòa hôm qua, hội đồng xử án đã nghe qua toàn bộ cáo trạng của Uy Dương công tố. Hội đồng cũng đã nghe qua lời khai của nguyên cáo và bị cáo. Hôm nay, hội đồng xin nghe biện luận của luật sư đôi bên, nguyên cáo và bị cáo. Xin mời luật sư bên nguyên, luật sư Lê Hùng. Thưa hội đồng xử án, tuy không có ai chính mắt thấy hung thủ đâm nạn nhân, nhưng bà Thu cầm con dao nhuộm máu sát bên cạnh nạn nhân cũng đã nói lên được sự tình. Trên cán dao còn in rõ dấu tay của bà Thu mà pháp y đã xác nhận. Hơn nữa, một con dao nhỏ như thế, dầu cho có bén, có nhọn thế mấy đi nữa, cũng không thể do một cái dấp té của nạn nhân mà gây ra cái chết. Phải có ai đó đã đâm nạn nhân chí tử thì nạn nhân mới chết. Mà lúc xảy ra án mạng, ở trong nhà nạn nhân chỉ có hai người, là nạn nhân và bà Thu. Vậy thì ai đâm nạn nhân đã có thể thấy rõ, đó là bà Thu, vợ của nạn nhân, là hung thủ giết chồng. Trật tự, trật tự. Thưa quý tòa, thân chủ của tôi là Nguyễn Văn Mẹo đã bị giết chết một cách vô cùng đau đớn. Đau đớn vì người giết ông lại là người vợ đầu ấp tay gối mà ông hết dạ yêu. Thưa quý tòa, thưa quý vị hội thẩm, bị cáo đã xác nhận chồng bà rất yêu thương bà, vậy mà bị cáo lại không nghĩ tới tình nghĩa phu thê, lại đành xuống tay ác độc. Phải chăng bà đã thay lòng đổi dạ bởi một nguyên nhân nào sâu xa khiến nên bị cáo đã nhẫn tâm giết chồng mình chẳng tốt? Dù cố ý hay là không, bị cáo cũng đã xác nhận giết người là một trọng tội. Giết chồng tội càng nặng hơn, bởi vợ chồng nghĩa nặng tình sâu. Đó là đạo đức của Việt Nam, phải tôn vinh thuần phong mỹ tục, phải bảo vệ luân lý lễ nghi, phải ngăn chặn hành động xấu xa, phải làm gương cho xã hội chúng ta. Vì vậy, thưa hội đồng xử án, tôi xin quý tòa hãy quyết định cho bị cáo một bản án thật cao, tương xứng với tội trạng cố ý sát nhân với trường hợp gia trọng. Xin cảm ơn quý tòa. Nè nè nè, xin hãy giữ trật tự, im lặng. Xin phép quý tòa. Mời luật sư Trang. Kính thưa hội đồng xét xử, ra trước hội đồng những dữ kiện chứng minh bà Hoài Thu không phải là kẻ giết người. Nhưng trước hết, tôi xin công nhận lời lẽ lập luận của luật sư bên nguyên cáo khá là bay bướm, lại biết khơi dậy tâm tư của luân lý đạo đức Việt Nam. Và do nơi luật sư bên nguyên khơi dậy lên vấn đề đạo đức, tôi xin quý tòa vui lòng nghe qua một nhân chứng của chúng tôi trình bày về đạo đức của nạn nhân và bị cáo. Quý tòa sẽ nhận thấy nhân chứng này có đủ điều kiện và thẩm quyền nói về đạo đức của hai người, nạn nhân Văn Mẹo và bị cáo Dương Thị Hoài Thu một cách xác đáng. Đó là ông Dương Văn Hậu, người gần gũi với ông Mẹo và bà Hoài Thu suốt mấy chục năm qua. Xin mời ông Hậu. Xin phép quý tòa. Tòa cho phép. Nhân chứng hãy khai tên họ và tuyên thệ chỉ nói sự thật. Tôi là Dương Văn Hậu, xin thề nói thật. Nhân chứng hệ gì với bị cáo và nạn nhân hay không? Thưa, tôi là em ruột của bị cáo, em rể của nạn nhân. Tôi biết rất rõ về hai người. Được. Tòa xin nghe nhân chứng nói về đạo đức của hai người ấy và chỉ xin nói về phần đó mà thôi. Thưa dân, xin cảm ơn quý tòa. Thưa quý tòa, tôi phải trở lại đây gần 30 năm. Đó là khoảng 1970. Hoài Thu vừa 10 tuổi đời, chị của tôi đã thành chồng thành vợ, gia đình sống hạnh phúc ấm
êm, không bao lâu hoài ngủ mang thai. Bất ngờ tai biến lại xảy ra, làm chuyện tôi gia đình cách biệt. Nguyễn Văn Mẹo một nhà thầu khoán, một tên nhà giàu không khách kiêu căng, đã theo đuổi say mê nhan sắc của hoài thú nên đã lập mưu dùng tiền ra hãm hại anh Trần để chiếm đoạt hoài thú. Rồi ông ta bảo nếu hoài thú ưng ông ta làm vợ thì ông ta sẽ tìm cách giải cứu anh Trần. Lúc ấy hoài thú còn quá trẻ non nớt dại ngờ nên đã nhẹ dạ tin theo lời hứa, không bao giờ trở thành hiểm thực của kẻ hiểm sâu. Hoài thú trở thành vợ của Nguyễn Văn Mẹo, nhưng chỉ vẫn nhớ thương đợi chờ ngày trở lại của người xưa. Nhưng than ôi người chồng trong tâm tưởng, từ đó đến nay chẳng thấy hoài về. Nhân chứng còn tiếp tục không? Dạ thưa con, và đây mới là điều quan trọng hơn của vấn đề đạo đức. Thưa quý tòa, hoài thú mang thai với anh Trần, đứa trẻ được sinh ra mới mấy ngày thì bị ông Mẹo sai người đem dứt bỏ. Trong lúc hoài thú mê man trên giường bệnh, cho tới nay chị tôi không biết đứa con đó sống chết ra sao, hay lưu lạc ở phương nào. Vậy thì thưa quý tòa, luân lý và đạo đức, ông Mẹo và hoài thú, ai là người đáng quyền rủa ở đây? À, ai là người đáng quyền rủa ở đây chứ? Dạ, dạ, ai, ai là người đáng quyền rủa ở đây đây nè? Dạ, thưa quý tòa, tôi xin dứt lời. Thưa hội đồng xét xử, thưa quý vị hội thẩm kính mến, nhân chứng của chúng tôi không quen ăn nói, nếu có điều chi thất tố, xin vị miễn thứ. Nhưng tôi dám quả quyết trước tòa, những lời phát biểu của nhân chứng là chân thật, hoàn toàn chân thật. Còn sau đây là những dữ kiện, những bằng cớ chứng minh bà Hoài Thu không can tội giết người. Thưa quý tòa, đây là bản sao chứng thư pháp y số 1. Chứng thư ghi rõ ràng vết thương dài 3 cm, rộng 1 cm và sâu 1 cm do mũi dao nhọn gây ra phía ngực bên trái, vừa chụm xương sườn phía dưới. Thưa ngài công tố viên, ngài chánh án và quý ngài, chắc quý ngài cũng đồng ý với tôi, một vết thương nhẹ như thế, không chạm tim cũng không chạm mạch máu chính, thì không thể gây ra cái chết được. Xin phép quý tòa. Tòa cho phép, xin mời luật sư Hùng. Thưa quý tòa, luật sư bên bị cáo nói thì nói, nhưng rõ ràng thân chủ của tôi đã chết, và chết bởi mũi dao nhọn đó. Mà con dao nhọn đó nằm trong tay của hung thủ là bị cáo đây. Chính hung thủ đã xác nhận đã cầm con dao đó. Và dầu hung thủ chối dài không nhận tội thì hung thủ cũng có đâm nạn nhân mới chết. Không, tôi không có đâm, tôi không có đâm ông ấy mà. Tòa không hỏi, bị cáo không được phép nói. Xin phép quý tòa. Tòa cho phép, mời luật sư Trang. Thưa quý tòa, bị cáo đã nói thật, bà không có đâm nạn nhân. Luật sư bên Nguyên bảo cái dấp té nạn nhân không đưa đến cái chết của ông ấy. Nhưng tại sao nạn nhân lại chết? Đây, tôi xin bộ trình lên quý tòa chứng thư pháp y số 2. Chứng thư này xác nhận ông Nguyễn Văn Mẹo chết vì vỡ động mạch tim. Và đây, trong hồ sơ lý lịch cá nhân của ông Mẹo có ghi rõ ràng ông Mẹo đã bị bệnh lớn tim trong nhiều năm. Có người sẽ bảo ông Mẹo bị vỡ tim mà chết là do bà Hoài Thu. Điều đó hoàn toàn không đúng. Vậy thưa quý, xin cho tôi được phép trình bày rõ. Hôm ấy, sau khi uống đã say, ông Mẹo
cao lê bước về nhà, trong cơn nửa tính nửa sai, ông tranh cãi với bà Thu, rồi ông lại ép buộc bà Thu ra đi xuất ngoại với mình. Bà Thu không chịu nghe lời, bố nước ra đi với ông. Ông mèo lại do bà Thu rằng nếu bà không đi cùng thì ông tự kết liễu đời mình. Ông quyết chết cho bà coi, trong cơn say ông cầm con dao đưa mũi nhọn vào ngực mình. Ông từ từ bước tới dọa bà thì bóng co giật toàn thân, động mạch tim bị vỡ ra, ông ngã sấp trên sàn nhà, mũi dao cắm sướt bên sườn. Khi ông đã tắt thở, bà Thu hoảng sợ không tự chủ, bà bước tới lật ngửa ông lên và bà rút con dao nhọn ra. Khi ấy ông mẹo đã mạng vong. Thưa quý tòa, thật thì ông mẹo đã chết vì bị vỡ động mạch, do bệnh tim sẵn có của ông, do uống nhiều rượu hôm đó, do ông tự kích động ông. Chứng thư pháp y đã xác nhận bà Hoài Thu hoàn toàn không phải là kẻ giết người. Thôi, im lặng, xin hãy giữ trật tự. Luật sư có nói thêm gì nữa không? Thưa ngài chánh án, thưa quý ngài hội thẩm đáng kính, chắc quý ngài cũng đã thấy rõ bà Hoài Thu hoàn toàn vô tội. Nhân danh luật sư của bị cáo, tôi xin kêu gọi lòng nhân hậu của quý ngài, tôi xin quý ngài phán xử cho bị cáo vô tội. Trật tự, tôi đã bảo trật tự. Luật sư bên Nguyên có nói gì thêm không? Thưa có. Kính thưa hội đồng xét xử, nhân chứng khai là ông mẹo sai người đem dứt bỏ đứa trẻ sơ sinh của bà Thu, lấy gì để xác minh chuyện đó? Ngược lại, tôi có thể nói một người thiếu đạo đức hung ác như bà Thu đây có thể đã sanh ra một đứa con không cha, đã nhẫn tâm đem dứt bỏ đứa con của mình. Ngày nay người đàn bà đó có cầm dao đâm chết chồng mình, tôi cho rằng lập luận đó là hợp logic hơn. Xin hội đồng thẩm xét. Không, không phải vậy, cho tôi nói. Trật tự, tôi đã bảo bà cụ kia, xin bà hãy giữ trật tự nghe chưa. Xin cho tôi nói, xin cho tôi nói. Trật tự. Nè, bà không được phép. Được. Khoan đã, bà là ai? Bà tên gì? Tôi thưa quan tòa, tôi tên là Nguyễn Thị Bãi. Tôi có tội. Tôi là người của ông Tư mẹo ép buộc, đã đem dắt bỏ đứa con mới sanh của cô Thu. Tôi có tội quan tòa ơi. Thưa quan tòa, xin cho tôi nói. Được, tòa xin nghe bà nói. Bà hãy thề chỉ nói sự thật. Tôi nói thật. Bà nói đi, tòa nghe đây. Cảm ơn quan tòa. Tôi có đọc báo biết được vụ án của Dương Thị Hoàng Thu. Cô Thu, cô Tư, cô còn nhớ tôi không? Tôi là Chim Bay, là người làm của cô đây. Bà Bay, bà còn sống đó sao? Quan tòa, lẽ ra tôi già đã chết rồi, nhưng ông trời ổng còn cho tôi sống đến ngày nay. Tôi quyết nói thật ra hết vụ này. Bà nói đi, nhưng đừng dài dòng, vắn tắt thôi. Vắn tắt sao được quan tòa? Câu chuyện 30 năm dài đằng đẵng, nói vắn sao được. Được rồi, bà cứ nói đi. Quan tòa, tôi xin nói tất cả lời cái của cô Thu và cậu Năm Mậu về quãng đời niên thiếu của cô Thu là đúng sự thật.
Lúc đó cô Thu đã mang thai với người yêu. Ông Mẹo bỏ tiền ra thay người ta gài bẫy, bắt anh Trần Đại đi biệt tích để chiếm đoạt người đàn bà có chồng và sắp có con. Bà hãy kể tiếp đi. Đến khi cô Thu sanh ra đứa con, ông Mẹo sai tôi đem giúp bỏ đứa trẻ mới chào đời. Tôi không chịu nghe theo thì ông ta dỗ dầm. Tôi ẵm đứa bé ra khỏi nhà rồi trốn về quê cho đến ngày nay. Cô Thu ơi, tôi có tội rất lớn đối với cô. Bà Bảy, xin bà hãy cho tòa biết bà đã mang đứa bé đi đâu, đem nó đi đâu. Tôi sẽ kể đây. Khi ẵm đứa bé ra đi, tôi nghĩ nếu vứt bỏ nó đầu đường góc phố thì đứa bé sẽ chết vì đói lạnh. Mà mang nó theo tôi thì tôi không đủ sức dưỡng nuôi. Tôi biết có một gia đình khá giả, hai vợ chồng nhân hậu thường hay làm phước. Tôi bèn đem đứa bé đặt trước hiên nhà, kèm theo lá thơ nói sơ về hoàn cảnh của đứa trẻ bà phước vô phần. Cầu xin ông bà ấy mở lòng nhân ái, giang tay làm phước đùm bọc đứa trẻ thơ. Mấy mươi năm qua, mới đây tôi mới đọc báo biết cô Thu mới ra tòa về tội sát nhân. Tôi quyết tâm lên đây nghe tòa xử án. Tôi tin chắc cô Thu không thể là kẻ giết người. Thưa quan tòa, hồi nãy ông luật sư ông nói cái gì mà hợp logic gì đó không đúng đâu. Ông nói bậy rồi. Xin quan tòa đừng có tin ổng. Dạ, cảm ơn quan tòa. Khoan đã bà Bảy. Xin phép quý tòa cho tôi được hỏi bà Bảy. Tòa cho phép. Cảm ơn quý tòa. Bà Bảy, bà nói bà là người làm của bị cáo, bà đã mang đứa con của bị cáo đem dứt bỏ. Ai biết, ai thấy chuyện đó, có ai xác nhận cho bà không? Tôi nghĩ là bà đã đặt chuyện nói ngoa mà thôi. Không, tôi không có đặt chuyện đâu. Tôi là người làm của cô Thu hồi đó. Cô Thu biết mà, cô Thu xác nhận cho tôi. Bị cáo xác nhận cho bà không có giá trị gì đâu. Cậu Năm Hậu, cậu cũng biết mà, cậu xác nhận cho tôi. Ông Hậu là em ruột của bị cáo, dĩ nhiên ông ấy sẽ nói những gì có lợi cho bị cáo. Lời xác nhận của ông Hậu cũng không có giá trị gì đâu. Không ai tin mà đâu. Quan tòa, ông có tin tôi không? Tin hay không tin, tòa sẽ cho bà biết sau khi nghỉ. Thưa quý tòa, tôi tin. Tôi tin bà Bảy. Và tôi có bằng cớ. Xin quý tòa cho phép tôi được trình bằng cớ đó. Xin mời ông. Ông là ai? Ông tên gì? Cảm ơn quý tòa. Tôi tên là Trần Văn Phước. Tôi là người bà Hoài Thu. Vợ chồng tôi là người đã nuôi dưỡng đứa con của bà. Trời ơi, thật vậy sao? Con bà nói gì? Luật sư Cam, con hãy đọc chụp ba bức thư này cho tòa nghe đi con. Kìa ba, như thế này là thế nào hả ba? Thôi,
con hãy bình tĩnh. Đọc đi con. Dạ. Xin phép quý tòa. Tòa cho phép. Luật sư đọc đi. Kính thưa ông bà, tôi được lệnh phải đem bỏ đứa trẻ vô phúc này. Tôi không đành lòng để nó phải chết bờ chết bụi. Được biết rằng ông bà là người nhân đức, lại không có con, tôi đánh liều bỏ đứa nhỏ trước cửa nhà ông bà. Tôi cầu mong ông bà cứu giúp nuôi lấy đứa nhỏ. Mai sau nó lớn lên, chắc nó sẽ đền đáp công ơn tái tạo của ông bà. Lai lịch đứa nhỏ này rất bi thảm, tôi không có quyền tiết lộ và cũng không dám tiết lộ, sợ nguy hiểm cho bản thân tôi. Nhưng tôi lại cũng không đành lòng, nên chỉ xin tiết lộ một điều. Mẹ của đứa nhỏ này tên là Thu, đôi khi được gọi là Hoài Thu, họ Dương, là Dương Thị Hoài Thu. Trời ơi! Cảm ơn ông đã trình cho tòa lá thư này. Thưa dân, cảm ơn quý tòa. Thưa quan tòa, ông tin tôi rồi chứ? Tin hay không, bà sẽ được biết sau khi tòa nghị án. Tòa tạm ngưng để nghị án. Luật sư, luật sư Trang, cô cho phép tôi. Đúng rồi, đúng rồi cô Trang ơi, cái bớt son này không thể làm lạnh được. Cô Thu Trang, cháu đúng là con của cô Hoài Thu rồi. Ôi trời, cháu có mắt. Bà Bảy nín đi, cháu biết rồi. Ba, má, đúng như vậy hả ba má? Con, má, từ nay con có hai người mẹ. Ba, má. Em Trang, mừng cho em đã thắng. Anh rất vui thấy em thắng, em có tin không? Em tin, cảm ơn anh, em tin. Chúc mừng em về mọi thứ. Em hiểu, cảm ơn anh. Phiên tòa tiếp tục. Tất cả hãy đứng lên nghe tòa tuyên án.
Nghiêm! Bị cáo Dương Thị Hoài Thu, hãy nghe quyết định của hội đồng xét xử. Căn cứ cáo trạng, căn cứ lời buộc tội của công tố viên, căn cứ lời khai các nhân chứng, căn cứ các chứng từ pháp y sau khi được nghe lý lẽ của luật sư đôi bên Nguyên và Bị, căn cứ phán quyết của các vị hội thẩm nhân dân, hội đồng xử án quyết định bị cáo Dương Thị Hoài Thu vô tội. Bà Thu sẽ được trả tự do ngay sau phiên xử này. Phiên tòa chấm dứt tại đây. Chị Tư, chị vô tội rồi, chị được tha bổng rồi, tha bổng rồi, chị tự do rồi, chị Tư ơi, chị Tư ơi. Trời ơi, tôi vô tội, tôi tự do rồi. Mẹ, mẹ của con, mẹ, con tôi, cảm ơn con, Thu Trang, con của mẹ. Mất con đã mất mẹ. Thời gian đằng đằng trôi qua, tính ra đã 28 năm trường. Mẹ đã phải trải qua bao nhiêu thảm cảnh đoạn trường. Phải chi con được thay cho mẹ bằng đôi vai nhỏ bé, con biết gánh những ly mỏi tay. Cảm ơn con tâm lòng hiếu thảo, nay được gặp con rồi gian khổ mây cũng quên đi. Nỗi mừng này biết lấy chi cân, chỉ biết từ đây mẹ con mình quyết không bao giờ xa nhau. Sẽ sống mãi bên nhau để bù đắp lại bao nhiêu ngày xa cách, phải không mẹ? Mẹ cầu xin Phật trời gia hộ cho mẹ được kéo dài kiếp sống, ước chi mẹ được chăm sóc cho con như khi con còn bé bỏng, mẹ phải nuông chiều. Nhưng giờ đây con đã trở nên một thiếu nữ yêu kiều, mẹ thèm được ấm bồng đứa con thơ trẻ. Nhưng con trưởng thành mẹ hạnh phúc biết bao nhiêu. Tôi xin chúc mừng mẹ con đoàn tụ, cũng như chúc mừng vụ án được minh quang. Cảm ơn cậu Hùng, tôi biết lòng cậu vẫn sáng trong. Đã qua rồi cơn bi thảm, tình thân ý ái sẽ thêm nồng. Mẹ con đoàn tụ rồi, ôi trời cao có mắt mà. Thiêm Bảy, cảm ơn thiếp, cảm ơn ông bà. Chị Thu, hôm nay là ngày vui, là ngày đoàn tụ của mẹ con chị. Nhân đây thì tôi cũng cho chị biết một chi tiết khá bất ngờ. Đó là luật sư Hùng. Luật sư Hùng? Luật sư của Nguyên Cáo? Vâng, nhưng cậu ấy là cháu ruột của ông Mẹo đó chị ạ. Mà cũng là chồng sắp cưới của Thu Trang đó. Hả? Sự thật như vậy sao? Thưa bác, mong bác hiểu cho cháu. Không, cháu đã làm đúng trách nhiệm và chức năng của mình. Thu Trang, mẹ mừng cho cô.